Xin chào tất cả anh em, hôm nay tiếp tục giới thiệu nha anh em một số món đồ ha. Đó. Hôm nay em có cái bàn siêu tải luôn nha anh em, nặng 87 kg nha, bao anh em tải về tấn là ngon lành luôn á, thép rất là dày luôn, dày 4 ly luôn. Đó. Bơm dầu nè, bơm dầu diesel nha, có tay bơ nhưng mà thiếu ống nha anh em. Cảo bé xây Đức, Germany, khoan Mỹ, đồ nghề thanh lý, dây tờ với cái thùng sắt, con cưa thục. Cưa thục này 165 kg nha anh em, siêu nặng luôn ha, xài lửa 450. Đó, đây có nguyên cái bộ hàng gió đá luôn, anh em về chỉ việc lắp vô chai, nối ống vô là mình xài thôi. Đó, đo lưu lượng nè, mâm cặp 230 của con Sun nè. Nè, bộ KTC mới chưa xài luôn nè, rất là đẹp luôn ha, đầu nhân lực. Đó, hai cái thước đo, bộ cắt cáp thủy lực, cây khoan pin của National. Và bảo món linh tinh, bây giờ đi vào chi tiết cho anh em dễ xem nha. Đó, hôm nay thì em đi khoảng 40 món thôi. Đây em có cái khung bàn nha nè, nặng 87 kg ha, bán 4,5 triệu chuyển khoản là bao ship toàn quốc luôn nha nè. Đó, thép này thép dày 4 ly. Đó, ở đây nó có cái lỗ này, em sẽ đo cho anh em bằng cái banh me nè. Đó, em đo là ra khoảng 4 ly, hơn 4 ly, trừ cái lớp sơn đó là cái thép này nó dày khoảng 4 ly nha nè. Đó, rất là to. Đó, đây cái thước của nó em đo nè, cái bề ngang này là 76 nè, cái bề này là 66 nè, còn cái chiều cao của nó là 71 ha. Tính luôn tới đất là 80, còn cái tính cái khung không là 71 nha nè. Nè, 71 80 nghĩa là cái khung không 71, còn chiều cao của cái bánh xe nữa là ha, là tính luôn là 80. Đó. Khung rất là dày dặn chắc chắn luôn. Rồi đo cái bề này cho anh em coi cái hộp này hộp vuông mấy ly. Mấy phần. Đó. 63,4 nè. Đó. Nè, tấm thép mà nó kè góc vuông lại nè anh em coi nè. Rất là dày luôn nha nè. Đó ha, 12 ly. Đó, tấm thép này 12 ly nha nè. Còn cái mặt dưới nó là bằng lưới ha, lưới. Đó, lưới cũng rất là dày. Cực kỳ dày dặn chắc chắn luôn nha nè. Cái bàn này là của hàng công nghiệp á, trong nhà máy nó phá vỡ máy á. Đó thì nó bỏ ra. Anh thấy cái bàn này rất là dày luôn. Anh em nào mà kê cái máy phay mini á nặng khoảng vài trăm ký là khỏe luôn ha. Cái bàn này em đoán là cũng phải dịch được vài tấn nè. Thép nó rất là dày. Nó dày dữ lắm, dày khủng khiếp luôn. 4 ly đó nè. 4 ly mà sắt vuông. Có trong chạm. Đó. Nó ke ha. Nó ke đây đường chéo này, đường chéo là bao anh em không có sàn không có được gì luôn ha. Đó. Anh em tăng cái này cục này lên là nó tì xuống đất nè. Thấy không? Làm rất là bài bản, bánh xe có bánh xe kéo luôn nha anh em. Đó, hai bánh quay với hai bánh sau không quay nè, hai bánh này quay nè. Anh em nắm đây anh em kéo thoải mái. Nặng 87 kg ha, chưa có cái mặt bàn. Mặt bàn thì về anh em khoan lỗ rồi anh em dặn ốc vô 4 cái lỗ này là ok nè. Đó. Ha. Là cái mặt bàn hình lên đây anh em cắt sắt dày tầm 5 ly là ok rồi đó. Anh em nào mà cần thì liên hệ cho em á, cái bàn này bán 4,5 triệu nha anh em, chuyển khoản bao ship toàn quốc, anh em đến Sài Gòn đến lấy luôn thì có giá tốt luôn ha. Rồi có hai cộng dây hơi nha anh em, một cộng dày 3,5 m ăn bán 2 cộng 400 ngàn, chuyển khoản bao ship. Đây dây hơi này, dây hơi của thằng Toyot đó, made in Japan nha anh em. Nè anh em coi ha, dây này còn rất là ok luôn á, dây này bao anh em xài luôn đó, em nhìn thấy còn rất là mới nha anh em. Đó, một cộng là 3,5 m nha. Đó, 2 cộng là 7 m. Nếu mà anh em nói lại, cái này dây cái lõi nó là 9.5 nè, cái phi ngoài nó là 16.5. Đó, nó có ghi sẵn trên này luôn nè. PVC 9.5 nhân 16.5. Dây còn rất là mới, rất là đẹp. Anh em nào làm dây hơi là ngon lành ha. 2 cộng thì giống nhau hết, nó bị cắt ra nè nè. 2 cộng là nếu mà anh em nói lại là dài 7 m ha. Em bán 400.000, chuyển khoản bao ship nha nè. Rồi em bán cây đèn nào của Philips điện zin 220 made in China nha nè. Cây này là bao anh em xài ngoài sân ngoài vườn, tại nó gì chống nước ha, nó ghi chống nước IP65 nè. Đó, anh em treo ngoài sân ngoài vườn nó không có sợ bị chập điện gì hết ha. Thì nó thiết kế để treo ở ngoài. Đó, công suất của nó là 220W, cái bóng này có bán tại Việt Nam luôn nha anh em. Cái này là nguyên bộ anh em chỉ việc về cắm điện lên là xài thôi. Đó, nó có cái khung treo vậy nè ha. Đó, mới chưa xài luôn. Thì hàng thanh lý của công ty. Đó, công ty nó tính về để nó lắp cho công ty nó nhưng mà nó phá sản rồi cho nên nó bán luôn. Đó nên là cần liên hệ cho em nha. Giá bao rẻ ha, giá mới nó khoảng 3,5 triệu hơn xíu á. Đó thì đèn máy giá cũ anh em cần liên hệ cho em. Đem test cái đèn Philips nha anh em, sáng cực kỳ luôn ha. Đó, còn mới rất là đẹp luôn, con này em khui thùng luôn nè. Ha. Đó, cái bóng rất là sáng nha anh em. Nè, anh em coi nè, cái kho em bị tắt đèn hết ráo rồi. Em cầm cái đèn lên Google cho coi. Đó. Ha. Sáng cực kỳ luôn, đưa lại. Đó, rất là sáng luôn nha anh em. À, cái này cái chỗ này của em là nó dài khoảng 12 m từ đây vô tới cái kệ bên trong á. Đó. Đó, vô tới cái kệ bên trong á là khoảng 12 m ha. Đó, rất là sáng luôn ha.
đó, quơ trái luôn phải đó, sáng cực kỳ. Rồi ok ha anh em, ở đây là cái chỗ mà em kiểm tra coi nó sống hay chết, là coi nó còn nguyên hay không nè ha. Cái bóng thì nó xài nó cái đuôi xoáy nó dặn vô thôi đó, anh em có thể tháo rồi dễ dàng ha. Đó, ở đây là cái ruột của nó bên trong nè ha, cái tấm kiến này nó có cái bản lề nha anh em, nó úp lại ha, úp lại để cái ron chống nước nè, nó đi vòng nguyên cái vòng nè đó, chống nước là bao anh em luôn, xài ngon lành luôn đó. Philips nè ha, ha cái đây là cái bản mạch của nó nè, tăng phô của nó nè, này có cục phụ nữa nè đó. Nguyên cái bộ này là cái bộ điều khiển nguồn của nó, còn này cái bóng nè, chĩa lên nè, cái chó nè, cái chó còn rất là đẹp luôn nha anh em, nó đẹp cực kỳ ha. Đây cái bóng, tháo cái bóng ra cho anh em coi nè đó ha, cái bóng mới chưa xài luôn, Philips luôn đó, thì anh em mua cái bóng rất là dễ dàng, made in China ha đó, Philips thì made in China. Cái bóng, cái đèn này mà giá mới là anh em mua là rất là mắc luôn nha anh em, khoảng 3 triệu mấy ha đó, thì bán giá rất là tốt luôn. Em tháo ra em kiểm tra từ cái luôn rồi mới bán cho anh em ha. Rồi bán hai con quét mép này, là vừa bán con này tặng con này nha anh em. 3,5 triệu ha, chuyển khoản bao ship. Con này là vát cạnh tới 15C. Đó, từ 15 tới 45 độ chỉnh độ được nha anh em. Xài điện 220. Con này là 3 pha, anh em đã đấu lại một pha để anh em xài rồi. Xài ok. Để chút nữa test. Cái dây này siêu dài luôn nha, rất là dài luôn ha. Đó, con này của National. Đây cho anh em xem nè. HB15. Đó, điện 200V 3 pha, em đấu lại một pha ha, 610W, 0 tới 15C. Nghiêng độ từ 15 tới 45 độ. Đó. À, cái hướng đẩy của nó là anh em đẩy từ đây nè, tay trái anh em cầm ở đây, tay phải anh em cầm cái nấm này thì anh em đẩy theo hướng này. Đó. À. 3,5 triệu con này nha anh em. Công tắc nó đây nè, anh em gạt lên cái là nó chạy ha, gạt cái là nó chạy. Đó, cắm điện là chạy thôi không có gì. Con này xài chip nha anh em, thì khi mà bán cho anh em sẽ tặng cho anh em một bộ chip luôn. Đó, chỉnh nghiêng độ là anh em chỉnh đây nè. Anh em mở khóa này ra nè, cái khóa này siết lại nè ha, anh em mở ra nè. Đó. Rồi mình đẩy lên đẩy xuống để mình nghiêng độ. Cái này em sẽ hướng dẫn anh em chỉnh sau. Đó, ha, còn chip là xài chip ở đây nè. Đó. Nó xài nguyên bộ chip này nè. Ha, chip của máy phay máy tiện rồi đó, anh em gắn vô ha. Thì khi mà bán cho anh em sẽ tặng cho anh em chip mới. Đó. Chip khác ha, không phải chip này ha, chip khác anh em lắp vô. Đó, còn chip này thì có con cũ, con mẻ, con xấu rồi. Đó, thì em sẽ tặng cho anh em nguyên bộ chip để anh em lắp vô anh em xài. Con này vác tới 15C nha anh em, vác rất là dày luôn á. Ha, à, đó. Nghiêng từ 0 tới đây. Từ 0 tới 15C nè, anh em chơi coi cái vạch này nè, thấy không? Đó. Con này nặng lắm nha anh em, con này nặng lắm nha. Đó, con tại vì nó vác dày cho nên nó phải nặng. Con này thì bao chạy ngon lành. Mượt mà không có nghe gì hết á. Còn con này là chết rồi nha anh em. Con này chết không có chạy về nên em coi sửa lại mình xài ha. Đó, con này cũng vác cạnh luôn nè, nghiêng độ được luôn nè. Không 30 45 độ nè, nghiêng độ luôn nè, của Nitokoki, hàng nó đi Nhật, nhưng mà cây này không có chạy, cây này điện 100V nha anh em. 100V nha, không có chạy nha. Còn con này là bao chạy, rồi cắm điện cho anh em coi thử nha. Tiếng máy chạy rất là êm cực kỳ luôn. Đó, bật lên. Đó, anh em thấy không? Nghe tiếng không? E rất là nhẹ. Đó. Nè, cái lưỡi dao ở trong đang quay nè anh em thấy không? Đó. À, đây ngoại hình của nó đây. Thì anh em nào làm cơ khí hạng nặng á, thì mua con này về thì xài là ok, không vấn đề gì hết. Ha. À. Tắt nè. Đó, vác được 15C nha anh em, vác rất là khủng luôn á. 3,5 triệu một cặp ha. Vừa bán con này mà tặng con kia luôn, về cho anh em sửa con kia lại cho anh em xài. Chuyển khoản bao ship luôn ha. Rồi bán 4 cái cảo nha anh em, cây này của Bestay Germany ha. Chiều dài kẹp của nó là 60cm, cái họng này là kẹp được 12cm nha anh em. Đó. Thì về tổng của nó 70 ha. Đây mới dướng cái tay nữa cho nên nó kẹp được 60. Những cây này là Bestay Germany. Đây có chữ Bestay khắc từng cây luôn. Bestay nè, Bestay nè, Bestay nè, khắc từng cây luôn anh em. Germany ha, bên này có chữ Germany luôn nè. Double Germany. Nè. Đó Tây Đức ha. Đó, ở đây có chữ Bestay luôn nè, 600 x 120 nè, G60Z. Đó của Bestay. Hàng Đức hết nha anh em. 4 cây ha. Cho nên là cần liên hệ cho em nha. Cái này kẹp tay bằng gỗ đó, quay lên quay xuống nhẹ nhàng máy. Đây còn đầy đủ chén kẹp tất cả luôn, không có cây nào bị xúc hết ra, nguyên zin. Đó, hàng này là bao anh em xài bao trâu đó, bao bền luôn á, bao trâu luôn. Rồi mã số 05, 4 cây cảo Bestay nha. Rồi mã số 6 em bán 1 triệu nha anh em, một cây bơm dầu đó. Cây này xài điện zin 100V, chiều dài của nó là 1m2 nha anh em, dài 1m2. Cây này là cắm vô thùng phi là hút ha, cắm hút trong thùng phi. Thì cái này không có dây bơm thì tặng cho anh em một cái tay bơm. Cái tay bơm này là cái tay bơm mà ngoài cái xăng người ta bơm á,
bơm xăng, bơm dầu, diesel á, ha, là cái tay bơm này là y chang cái tay bơm ngoài cái xăng luôn. Đó, thì anh em về tự đấu vô ha, anh em về mà chiên mấy chỗ mà làm ống á, người ta sẽ dẫn cái ren cho anh em vô đây. Đó, người ta bấm cái ống, người ta đấu ra đây ha. Cây này bán 1 triệu, chuyển khoản bao ship toàn quốc luôn. Cây này điện zin 100V. Đó, đèn đi Nhật ha, cái này bị tróc cái tem, mất cái tem rồi. Đó, thì tí nữa em sẽ test cho anh em coi nó phun nước ha. Cái này về anh em tự đấu dây rồi em bán 1 triệu cho anh em chuyển khoản bao ship. Ở dưới đây nó có cánh quạt, cánh quạt nó sẽ bơm, nó hút để lên đây. Cái thân này là cái ống ha, đẩy cái ống lên đây nó ra cái lỗ này. Đó, tí nữa em test cho anh em xem ha, cái này. Rồi em test cho anh em coi cái cây này bơm dầu diesel nha anh em, xài điện zin 100V ha. Đó, thì nó cắm vô thùng phi là nó hút từ chỗ này ra nè. Đó, thì tặng cho anh em thêm một cái tay bơm. Cái tay bơm này là tay bơm giống như ngoài cây xăng á, về anh em ra mấy chỗ làm ống á, mình nối cái ống dài ra đó mà mình bơm. Đó nha. Đó, có cái cò, cái này rất là xịn nha anh em. Đó, cây này xài điện zin 100V, hàng nội địa Nhật ha. Bây giờ mở công tắc lên là nó phun nè, anh em xem nè, rất là mạnh luôn anh em, thấy không nè, nó phun ra không đó, đó nè, thấy không nè, nó phun nè, kinh hồn không, chút xíu là hết cái xô nước liền. Đó nè, gần hết xô nước luôn nè, nãy xô nước cái gần đầy, bây giờ hết xô nước luôn, phun rất là mạnh luôn. Rồi đó, hết xô nước ha. Rồi anh em cần liên hệ cho em nha, bơm dầu diesel ha, chỉ bơm dầu diesel thôi nha anh em. Rồi mã số 07 này em bán cái mới đầu bếp này là 280.000 nha anh em, chuyển khoản bao ship luôn ha. Bây giờ bóc từng món cho anh em coi, em quăng vào cái thùng ha. Đây, có cái giá múc nuôi, múc mì rồi rất là ngon nè. Đó, giờ anh em rửa lại rồi ok ha. Thép không rỉ, tên là tiêu. Đó, inox đây nè. Dày rất là dày nha, dày hơn đồ chợ nhiều lắm ha. Đó, đồ này hàng bãi về sao là em bán như luôn, em chưa có rửa luôn. Một cái giọt nè, inox luôn. Đó, đây, một cái giá múc canh nè, gọn gọn mini nè. Đó, cái muỗng nè, rồi cái này xới cơm này bằng nhựa nè, về là phải rửa lại nha em, cái đồ bãi nó bụi nó dơ lắm ha. Đó, inox nè, sáng đẹp luôn anh em. Rồi mới này muỗng nĩa nè, muỗng nĩa giá múc canh nhỏ để anh em bỏ vô tô múc canh được nè, muỗng nĩa, muỗng còn rất là đẹp nha em, muỗng nè, bây giờ anh em rửa ra rồi sáng bóng đẹp luôn ha. Giá một canh đấy nè, cứ hốt nguyên mới vậy rồi bán anh em ơi, còn rất là nhiều á, còn vài trăm ký nữa. Cái này là cần người liên hệ em tiếp ha, thì em cứ phân ra theo mới vậy nè, cứ bán mới vậy thôi. Đó, anh em xem coi đồ của mình chốt ha, đâu có cái muỗng nè, muỗng là đẹp mà, muỗng này nó có cái răng cưa nè nên anh em có thể nạo á. Đó, mình nạo ví dụ như nạo cái gì muốn nạo gì nạo. Đó, nhiều đồ lắm, muỗng nhiều lắm luôn nè, muỗng rất là nhiều ha, muỗng nĩa, inox hết tất cả luôn. Đây, muỗng nĩa nữa nè, rất là đẹp luôn nha nè. Đó. Đó. Đó, có cây gấp đây nè. À, dao nè, dao ăn bò bít tết nè. Inox hết luôn. Nhiều lắm nha anh em, nhiều đồ lắm, cái mâm này 280.000 là nhiều lắm luôn á. Cứ gom về bán thôi. Cứ nhiều lắm. Đó, muỗng nè, muỗng cho em bé ăn nữa nè. À, muỗng nhỏ xíu nè. Rồi tất cả nha, cái này cái bào nè, nó không công rỉ hết luôn ha. Rồi nguyên thùng gì là 280 nha nè, chuyển khoản bao ship nha, không bỏ hết. Mã số 07 280 chuyển khoản bao ship. Rồi mã số 08 380 nha nè, chuyển khoản bao ship. Cái này là đồ nghề ha, đồ nghề, ở đây có lẫn một cái dao bào nè, đó tu vít nè, đó tu vít nè, cây này tôi với thư điện nha nè, tôi với thư điện nè, đó lẫn vô nè. Rồi cây này cũng con dội nè, con dội anh em nè, làm thợ mộc á, ở thợ hồ rồi á, lấy cái này nè, đó mình buộc vô, buộc dây vô mình treo. Chìa khóa rất là nhiều luôn, 17 14 nè, 13 17 luôn nè, 12 14 cũng có luôn. Cái kéo nè, kéo rất là đẹp nha nè, cây này đẹp á. Đó, tu vít nè, tu vít này cán gỗ nè, chìa khóa nè, 46 luôn ha, chìa khóa 46 luôn. Cây tê nè, cây tê này đầu vuông nha nè, đầu vuông này giống như cũng mấy cây xiếc máy tiện quá, đầu vuông nè, tu vít nè, mới tu vít nè, đủ loại luôn, cưa ha, cán cưa. Nè, cứ bóc từ từ qua cho anh em xem cho nó có những cái gì ha, tu vít rất là nhiều, tu vít nha nè, tu vít nhiều lắm. Rồi được cặp tôi vít lùng luôn. Đó, kéo nè,
chìa khóa nữa nè, chìa khóa tiếp nè. Đó, cái này không biết để làm gì luôn. Đó, chìa khóa tiếp. Rồi được cái bộ lá canh nè, Made in USA luôn, sản xuất ở Mỹ luôn nè. Này bỏ vô luôn. Đó, bộ lá canh này, Made in USA nè. À, 17.8 nè, 17.3 nè. Đó, có số hết nha nè, có số hết nè. Đó, có số hết, Made in USA. Rồi, 380 cái rổ này nha nè, chuyển khoản bao ship. Rồi em bán một cái dây tờ dài 15m nha nè. Đó, cái này là ba lăng di chuyển XY nè, thấy không? Lên xuống nè. Đông Tây Nam Bắc nè. Đó, di chuyển XY trong cái xưởng mình á ha. Đó, Đông Tây Nam Bắc, trái phải nè. Rồi cái này lên xuống nè. Đó. Cái này là nó ghi chữ là COB63. Đó, chống nước 500V AC2A. Rồi cái dây luôn, cái dây này là 7 lõi nha nè. 7 lõi ha. Đó, dây 7 lõi, dây điện 7 lõi. Đó, cái dây này trên này nó cứ ghi chữ Made in Korea nha nè. Cái dây này trên này nó ghi chữ Made in Korea. Đó, dài 15m. À, nó ghi đây nè. 7 x 25 0.2. Đó. 0.6 đến 1 KV. Đồng Korea, CU Korea nè. Đó, Hàn Quốc, dài 15m nha anh em. Cái này em bán 1 triệu nha, chuyển khoản bao ship. Dài 15m ha, em bán 1 triệu, chuyển khoản bao ship, nó có luôn cái tay luôn. Anh em nào thiếu cái dây tờ vậy, thì mình mua cái này về ha. Rồi em bán một cái thùng Hitachi nha anh em. Dài 58, rộng 36, cao 14. 58 nè, 36, chiều cao là 14 cm. Cái thùng này bằng sắt ha, có chữ Hitachi, em bán 450.000. Chuyển khoản bao ship toàn quốc. Đó. Để anh xem. Đó, có khóa luôn nha anh em, còn bản lề luôn ha. Bản lề còn ok nè. Đó, cái này hình như đựng nguyên con đục bê tông thì phải. Đó, còn ngon lành, không có rỉ sét gì hết ha. Nước sơn còn zin luôn. Đó, rất là nặng ha, rất là dày luôn. Rồi em bán 450 cái thùng này nha, chuyển khoản bao ship nha. Mã số 10, 450. Rồi em bán một con khoan siêu to khổng lồ nha anh em. Con này Black and Decker của Mỹ. Ha, à, xài con số 2 chứ nó không có xài cái đầu khoan bình thường mà xài con số 2 rất là dài luôn. Đó, đây tới đây là khoảng gàn tay ha. Black Decker Made in USA, cái này đời cổ nha anh em. 120V AC DC. Nó thì xài điện qua biến áp ha. Đó. Cái này là khoan hạng nặng, anh em nào làm công nghiệp nặng. Đó, thì mình lấy cái này. Cái này tốc độ của nó chỉ có 375 vòng phút thôi, nó truyền qua mấy cái nhông, chạy rất là êm. USA nha nè, hàng nội địa Mỹ. Đó. Rồi bây giờ test thử cho anh em coi ha. Đây là cái này là lỗ côn số 2. Đó thì nếu mà anh em có cái đầu côn nào số 2 giống vậy thì mình gắn vô là xài. Đó. Đó, anh em thấy không? Nè, có đầu côn số 2 là mình gắn vô thì là mình xài. À, giờ cắm điện test thử cho anh em coi, cây này chạy là cực kỳ êm luôn nha anh em. Điện 100V ha, rồi cắm vô. Đó. Gió rất là mạnh luôn nha anh em. Nè, gió rất là mạnh luôn nè. Bố vô tăng. Chạy cực kỳ êm. Đó anh em xem cái đầu khoan của nó nè. Dạ anh em. Nó có tay cầm ngoài sau lưng nè, nó có thêm một cái tay cầm bên đây nữa, nó bắt bốn ốc đây, có tay cầm dài ra. Đó, thì cái này em sẽ chế thêm sau ha. Đó, nếu mà con này mà chưa bán được thì em chế thêm sau, còn bây giờ bán nguyên con về là 1,5 triệu cho anh em, chuyển khoản bao ship ha. Rồi giờ khoan thử cho anh em coi nè. Đó. Tôi chậm hết em, 375 vòng phút thôi. Khoan mũi khoan lớn thì chạy tôi chậm. Đó, chạy rất là êm luôn. Đó, đảo chiều lên em xoay cái trên này nè, là đảo chiều nè. Đó, xoay quanh phải. Đó. Đó, đảo chiều là xoay đây ha. Rồi đảo chiều nè. Rồi chạy em ái nè, không vấn đề, không có làm gì hết ha. Mặt bên này nó có chữ Black Decker rất là to luôn. Đó. Black Decker Professional chuyên nghiệp ha. Thân vỏ nhôm toàn bộ nguyên khối. Cái tay cầm rất là dài luôn, khoảng 30cm á. Ha. Để quay cho anh em coi cái nội thất của con Black Decker Made in USA nha anh em. Con này đời cổ ha. Đó, thì bây giờ Black Decker nó bán cho Trung Quốc rồi. À, con này hàng Made in USA nha nè. Professional, chuyên nghiệp. Bây giờ rút cái đầu ra cho anh em coi nè. Cái này là mở nguyên zin luôn. Đó, em không có vệ sinh gì hết nè. Mở zin, mở Mỹ đàng hoàng luôn nha nè. Còn vàng luôn. Rồi bây giờ đóng lại trả về zin cho anh em á. Dặn ốc lại thôi. Đó. Con này xài con số 2 nha nè. Đó, con này là khoan...
Rồi số 12 nha anh em, bán một con cưa Shima, con này là siêu to khổng lồ nặng 165 kg. Đó, thì con này là xài điện 3 pha 380, motor zin của nó là 3 pha 200V, thì đã móc lên 380 rồi nha anh em. Đó, thì con này dài từ đây nè, từ cắt tay ngoài sau tới đây là 1m1 ha. Cái lưỡi này là lưỡi 450. Lưỡi 450 tặng cho anh em thêm một cái lưỡi mới chưa xài luôn. Đó, à, lưỡi mới chưa xài của Nachi Japan luôn. Đó, quay quay ngược lại chữ ngược. Đó, ha, 450 mới chưa xài luôn anh em. Đó, tặng cho anh em luôn ha. Đây có cái lưỡi của nó luôn. Đó, hoạt động ok, bơm nước đồ ngon lành hết nha anh em. Ba anh em chạy ngon lành. Êm máy nhẹ nhàng, anh em nào cần clip test thì liên hệ cho em ha. Xài điện 380. Đó, tặng cho anh em thêm một cái cuộn dây hơi, dây xịt gì nè. Đó, cuộn này cũng cũ rồi nha anh em. Đó, cuộn này cũng cũ rồi nè, nó nứt nè. Đó, anh em coi về mình xài được thì mình xài ha. Nứt cái chỗ này đầu nứt nứt nè. Đó, anh em coi khúc giữa mình xài được thì mình cắt ra mình xài ha. Đó, tặng cho anh em luôn. Bán con cưa tặng luôn cái này. Chuyển khoản bao ship luôn nha anh em, cần liên hệ cho em ha. Đó, ha, hồi rớt xuống ra là tắt. Hoạt động ok nè. Bán nguyên cái bộ combo hàng gió đá này là 4 triệu nha anh em, chuyển khoản em bao ship luôn ha. Gồm có hai cái đồng hồ gió đá của Nhật luôn nè. Sanso nè, cái đồng hồ này là đồng hồ oxy nha anh em. Đó, OCN ha. Đó, bao anh em xài luôn. Thì anh em đo cái kích thước ren bình của anh em sẽ tư vấn cái khâu để anh em dặn vô cái bình ha. Đó, rồi một cái đồng hồ acetylene. Đó, CH2 nè anh em thấy không? Này cũng hàng nội địa Nhật luôn. Sakaguchi có luôn cái van một chiều luôn. Đó, chống cháy chống nổ ha. Đó, cái này là kẹp đầu bình. Đó, hàng nội địa Nhật, hàng vải nha nè. Rồi, một cái bộ này là 18m. 18m dây Korea lỗi 6.5. Đó. Nè. Rubber stitch Hankyu. Đó, hầu lỗi 6.5 ha, made in Korea. Còn ok nha nè. Đó, ok, 18m ha, em đo là 18m. À, lỗ 6.5 nè. Ở đây có một chỗ nó hơi xấu nha nè, nó bị nám ha, tại cái dây này dây cũ người ta xài rồi. Nó có chỗ nó bị nám, để em coi nè, đây. Nè, chỗ này nó bị nám nè, em lấy băng keo làm dấu nè. Ha, à, vậy anh em có thể cắt bỏ khúc này. Đó, hoặc là mình nói lại thì cũng được ha. Đó, là tặng cho cái này là bán nguyên combo tặng cho anh em luôn. Đó, 18m dây với là một bộ tai hàng gió đá. Đó, cái này là mới. Ha, cái bát này là mới luôn, đầy đủ số luôn. Đó, cái bát này là bát Nhật hay là bát Việt Nam gì anh em lắp vô cái tay này cũng được hết ha. Đó, hai cái đuôi chưa khui luôn nha nè, bằng thao ha. Đó, một cây hàng của Tanaka. Đây. Tanaka. À, Tanaka, nó ghi là assembled in Thái Lan, là lắp ráp ở Thái Lan nha nè. À, lắp ráp ở Thái Lan ha. Nhưng mà cái này là của Nhật. Đó, Tanaka. Đó, cái bát này anh em có thể thay lấy bát Việt Nam được luôn nè, hoặc là bát Nhật còn đều được hết luôn. Còn nguyên cái bộ còn nguyên hộp luôn, nguyên bao bì luôn. Đó, nó bỏ vô vậy nè. Nó rất là đẹp đó nè, bằng đồng ha. Đó, nè. Đây nó có chữ Tanaka nè. Đó, Tanaka trọt ha. Đây cái hộp của nó. Cái hộp không được đẹp lắm nha anh em, nhưng mà em vẫn giữ cái hộp ha. Để cho anh em xem. Đó. À, cái hộp của nó đây. Đây nó bỏ vô đây. Đó. À, cái này là hai cái đuôi kìa, hai cái đuôi của nó nè, răng ngược, răng thuận nè. Đó, đầy đủ nguyên bộ luôn. Đó thì nguyên cái đống gì là bán 4 triệu nha anh em, chuyển khoản bao ship. Rồi cái số 14 này em bán 350 nha anh em, một cái công tắc của Pháp ha. Tele à, Tele Mechaniwit nè. Thấy không? Đó, ở đây nó ghi là made in Rang. Đó, cái này của Pháp nha anh em. Nè, ở trong này nó có một cái công tắc tơ. Đó, ha. Đây công tắc on off nè, on ở đây, off ở đây. On thì nó sẽ tác động vô đây. Đó, nó đóng lại, ốp lại nên tác động vô đây, nó sẽ ngắt ra. Đó. Ha, đầy đủ luôn ha. Thì ở trên này nó ghi thông số đây anh em xem. Volt là 220V. Đó, kilowatt là 2.2 kW. Thấy không? Đó. Đó, ghi thông số anh em bấm coi không kịp thì mình bấm dừng ha. Một pha xài được luôn. Đó, một pha xài được luôn, ba pha xài được luôn. Đó, một pha thì nó xài được 2 ngựa, còn 3 pha xài được 5 ngựa, đây nó ghi nè. Đó, còn trên này thông số của cái gì em cũng không rõ nữa, mà sao hai cái này khác nhau. Có răng nha Pháp ha. Đó, thì cái này là anh em về đấu dây vô. Đó nè, đấu dây vô nè. Đó, xong rồi mình đóng lại ha. Đó, mình đóng lại, mình lấy cái tua vít mình dặn cái
nè, nó làm hay lắm á, anh em chỉ cần nhận nhẹ cái thôi là dính nè, dặn nhẹ cái thôi là dính, gỡ ra không được, thấy không? Dặn nhẹ cái thôi là ra, dặn nhẹ cái thôi là ra liền, nó làm hay lắm, ha, đó. Rồi về anh em đấu dây là xài thôi ha, rất là đơn giản. Cái này bán 350 chuyển khoản bao ship. Rồi tặng cho anh em thêm một cái chui điện 3 pha luôn. Đó, 20A 250V 3 pha ha. Cái này về anh em gắn máy phát điện hay gì đều được ha. Nesino nè. Đó, tặng cái chui 3 pha còn ok nha nè. Rồi, nguyên đóng trên tay là 350. Rồi bán hai cây này đo lưu lượng của dầu nha nè. Thì một cây bể màn hình. Đó, hai cây này em bán 1 triệu chuyển khoản bao ship, một cây bể màn hình rồi nha nè. Dàn cơ còn ngon ha, nhưng mà bể màn hình rồi. Đó. Nó xài cái pin tiểu của mình đó nè, pin tiểu anh em thay vô rất là đơn giản, đây nó có nắp pin nè, mở ra thay vô thôi. Hai cái này em bán 1 triệu, bán cái này tặng cái này để anh em lấy phụ tùng ha. Đó, dầu nó vô đường này, nó ra đường này thì anh em gắn vô cái bơm dầu để anh em ví dụ như bơm dầu ô tô anh em canh bao nhiêu lít á đó. Đó thì nó biết ha. Ở đây nó ghi số lít đây nè, đây nó có nhiều chế độ lắm, auto gì nè, này đi cài được số lít luôn nè, 1, 2, 4, 5, 6 nè, 7 lít nè, 8 lít, 9 lít, 10 lít gì nè, 4 mấy lít nè, reset nè, đó, nó có nhiều chế độ dữ lắm, auto nè, số lít đã đo nè, 14,22 lít nè, đó, rồi cái này còn sống nè, còn cái này bể màn hình này tối thui, 2 cây 1 triệu nha, rồi bán cho anh em hai cái tay quay này 300 ngàn nha nè, chuyển khoản bao ship nha, một cái tay quay nó không có tay cầm, một cái tay quay nó có cái tay cầm ha, đó, hai cái này đường kính cũng gần như nhau luôn, rồi đo đường kính cho anh em xem. Đó, một cái lỗ 14 với một cái lỗ 16 nha anh em. Đường kính nó khoảng 16 cm ha. Còn cái lỗ này 14 nè, cái này cái lỗ trong 16 có cái then luôn nè. Đó, vậy anh em coi mình xài được mình xài, bằng ghe rất là nặng luôn nha. Hai cái 300.000, chuyển khoản bao ship ha, còn hai cái duy nhất thôi. Rồi số 17 nha anh em, em bán ba cái cục kê này á là 550 nha, chuyển khoản bao ship. Cái này cũng shipper toàn bộ luôn. Cái này nó ghi là shipper 60 nè, nghĩa là đo từ đây lên tới đầu mà khi mà dẫn xuống hết á là 60 mm. Đó. Còn cái cục này nó ghi là shipper 50 nè, là nghĩa là từ đây tới đây là 50 mm. Nó thấy mới lùng một xíu không đó. Rồi cục này để coi bao nhiêu là shipper 60 luôn nè đó, nhưng mà đường kính nhỏ đường kính lớn ha. Rồi đo anh em xem cái đường kính lớn của nó, cái này là đường kính của cái trụ trên là 5 cm nha anh em, còn cái này đường kính nó khoảng 3,5 đó. Rồi còn cái này, cái này là 4,5 này 4 cm đó. Thì ba cục này là 550 nha, chuyển khoản bao ship. Nó là nó đi chung với cái này nè, cái bộ này em bán 1 triệu chuyển khoản bao ship luôn. Cái này là mã số 18 ha, là những cái kẹp này sẽ đi theo những cái cục này đó nè, gồm có hai cái kẹp lớn nè, FI gạch 5 Japan của shipper luôn nè, anh em thấy không, FI gạch 5 nè, Japan của shipper, thì nó kẹp, nó sẽ kẹp như vậy này. Đó, nó kẹp như vậy ha. Cái gói này mình tựa lên nè, ở đây nó có một con bu lông, nó bắt thẳng xuống cái bàn máy phay để rút xuống, anh em siết tán rút xuống ha, nó sẽ kẹp chi tiết bằng cái này đó. Ví dụ như nè, hai chi tiết này mà nó muốn kẹp cái vật này lại ha, thì nó sẽ rút con ống xuống đó, nó sẽ kẹp như vậy đó. Nè, cái tay lớn nó cũng vậy luôn đó. Thì hai cái tay nhỏ này là FI4, nó nhỏ hơn cái FI5 của shipper Japan luôn ha. Đó, thì cái gói nó nằm vậy đó. Rồi cho đo cho anh em xem cái FI4 với cái FI5 này. FI5 này nó dài 14 cm nha anh em, cái đuôi này, cái tay này để cầm nè, rồi cái rãnh này nó khoảng 20 ly đó. Còn FI4 nè nó khoảng 10 cm, còn cái rãnh này nó khoảng 15 ly đó. Là hai cái ở đây em có hai cặp, cặp nhỏ cặp lớn nè đó, cặp nhỏ cặp lớn đó, với lại một cái kẹp nữa cũng shipper luôn đó. Shipper cái này là FTB gạch 16 đó, còn bên này nó ghi chữ FTB gạch 14, cái này không biết ý đồ của nó là cái gì nữa. Nó cũng tương tự như vậy luôn đó, thì kẹp mình cũng xài chung cái gói đỡ như vậy nè đó. Ở đây là con tán ha, để mình rút tán xuống cây ti nó dài xuống cái màn phay, mình kẹp mình rút ép xuống đó. Cái này mình kẹp vô cái phôi nè, còn cái này mình đỡ nè đó, thì ý đồ của nó vậy ha đó, mình tăng chỉnh theo cái phôi đó. Cái cục này cũng vậy luôn ha, thì bán nguyên bộ về, nếu mà anh em lấy luôn cả số 17 18 luôn á là 1,5 triệu, còn nếu lấy lẻ thì cái bộ này là 1 triệu, còn cái bộ này là 550 nha anh em, chuyển khoản bao ship nha đó. Có hai bộ vậy ha. Rồi em bán một cái đầu kẹp khoang nha anh em, cái này kẹp được 13 ly, cái này là con đuôi là con số 2 đó, thì anh em có thể gắn lên khoang bàn 1m2 hoặc là anh em gắn máy tiện đều được ha đó. Cái đầu này anh em coi chữ nó nè, nghe không đó, heavy duty công nghiệp nặng ha, ball bearing super chất siêu kẹp
đó, siêu kẹp nặng. Thì cái này nó kẹp được từ 0 tới 13 ly đó. Cái đầu này cũng rất là đẹp nha anh em. Thì cái đầu này á là hãng nó ghi là kẹp được lực kẹp tối đa nó mạnh gấp đôi so với đầu thông thường đó, nghĩa là khi mà anh em siết siết như vậy nè, siết bằng cái lực của cái siết của cái đầu thông thường thì được cái lực kẹp nó tăng gấp đôi. Thì thích hợp cho anh em nào mà khoan nặng à, hoặc là taro rồi đó, thì kẹp bằng cái đầu này là nó không quy trượt cái mũi đó, mà siết cũng rất là nhẹ luôn đó. À, tại vì ở trong này nó có một cái dòng bi đũa ở trong này cho nên là nó siết rất là nhẹ, nó không có như cái đầu bình thường đó, mà kích thước cũng rất là lớn ha. Cái tay siết này của cái đầu 13 bình thường anh em để vô nó không có vừa đâu đó. Cái này là phải tay siết của cái đầu 16 để gắn vô mới được ha, nhưng mà cái đầu này nó kẹp chỉ có 13 ly thôi đó. Thì nói như vậy ha, đây là chấu của nó nè đó. Cái này là con số 2 đó, thì anh em muốn con nào thì thay con nấy vô cũng được hết. Rồi cái này bán 1.400.000 anh nha, chuyển khoản qua ship ha. Rồi cái bút thử điện bình nha Anet ha, cái này là thử điện bình thôi nha. Anh em nào làm ô tô xe máy DC 6V tới 24V đó, cái này là mới chưa xài luôn, hàng bãi ha, tồn kho nó dục ra đó. Thì nó còn cái cao su bảo vệ luôn nè, cái đầu rất là nhọn luôn ha đó. Cái này thì anh em xả cái dây ra dài khoảng 2m nha anh em, cái này có cái đầu kẹp đó, anh em sẽ kẹp vô một cọng bình. Còn cái này anh em ra đó thì nó nói, nghĩa là nó nói mạch từ âm dương ở đây, cái đèn đỏ đây sáng ha. Đó thì anh em nào sửa xe thì xài cái này được ha, cái này không xài điện nhà được nha anh em, chỉ xài điện bình ha. 130.000 một cây, chuyển khoản bao ship nha. Rồi một cái đầu kẹp khoang của Đức nha anh em, cái này kẹp tới từ 1 tới 13 ly ha, đầu của Đức đó, hàng bãi Nhật. Cái này là không có xài cái chìa dặn ha, mà xài cái này là tự siết. Khi mà anh em kẹp vô rồi nè, mình chỉ cần siết bằng tay nhẹ thôi, khi tự khoan anh em khoan vô nó sẽ tự động nó siết chặt vô đó. Thì khi mà muốn mở ra anh em một tay anh em nắm trên cái đầu trên nè, tay nắm đầu dưới anh em lắc nhẹ một cái là rớt mũi khoan ra đó. Thì cái này kẹp siết nhanh nha nè, Android Germany đó, kẹp từ 1 tới 13 ly. Thì cái lỗ này anh em có gắn vô mấy phần mềm 1m của Nhật là vừa luôn đó, còn không thì anh em gắn cây con vô thì mình xài cho 1m2 hoặc là gắn máy tiện là ok ha. Cái này là không xài taro nha anh em, chỉ khoan thôi ha. Tại vì taro nó trở ngược, nó có đảo chiều á, taro nó có đảo chiều cho nên nó trở ngược ra tự động rớt cái mũi taro mình ra nên mình không taro được nha. Cái này chỉ gắn thân bàn thôi. Thì dành cho nào khoan mà hay thay mũi nhiều á thì mình siết bằng cái này vô nè, siết bằng tay nè. Đó, để vô mình siết lắc nhẹ cái thôi là khoan tự động nó sẽ siết kẹp chặt cái mũi khoan của anh em lại. Còn mở ra anh em nhẹ cái là mở ra ha. Cái đầu này bán 1.000.000, chuyển khoản bao ship. Đó, nó không được đẹp lắm nha anh em, nó hơi trầy, hơi dập dập xíu nè, anh em xem. Đây hơi dập dập nè. Đó, ngoài nó dập dập nè. Đây cái chấu kẹp của nó nè. Đó. Chấu không bể không sức gì nè, ra đều ba chấu luôn nè. Đó, của Đức nha nè. Đó, cái lỗ con còn đẹp nè. Thấy không? Chỉ có chỗ này nó hơi xấu xấu nè. Hơi xấu xấu nè, em bán cái này 1.000.000 thôi, chuyển khoản qua ship. Có hai cái bộ nối với đá nha anh em, bán một bộ là 300.000. Đó, cứ hai cục về là 300.000. Hai cục về là 300.000, chuyển khoản bao ship ha. Cái này là nối gió đá nè, cái này là xài ga nè, ga nó có răng ngược nè, nó có khía nè ha. Khi mà anh em tuột áo này xuống là tự động rất ra. Thấy không? Một đầu đực một đầu cái đó, tuột áo nhẹ xuống bấm xuống không đó. Rồi một bộ vậy nó bán 300 nha nè, cái này cũng vậy luôn, cái này anh em tuột nhẹ xuống là văng ra không, gài vô nè, bấm vô cái là gài vô đó ha. Rồi đây lấy cái thứ cặp cho anh em xem đó, cái này lỗ của nó là 10 ly không, lỗ ngoài 10 ly, lỗ trong là 6 ly rưỡi là anh em gắn vô là vừa. Đó, nó giống như cái dây dạng với đó, 10 ly nhân 6 ly rưỡi gắn vừa ha, đem có hai bộ. Cứ như vậy, một tay giờ là 300.000, một tay giờ là 300.000 đó. Hai cái 300, hai cái 300. Đó, chuyển khoản bao ship này lấy luôn 4 cái luôn có giá tốt luôn ha. Bộ lấy ốc gãy của Đức nha anh em, Made in Germany ha, bộ này cũng có xài rồi. Đó, 350 bộ này chuyển khoản bao ship. Đây, nó có chữ Made in Germany. Nó gồm có 5 cây ha, 1 2 4 5 thì anh em sẽ khoan cái lỗ xong anh em sẽ đóng cây này vô. Đó, cái cây này nó có đầu con nè, nó sẽ ăn vô cái lỗ của anh em, sau đó anh em sẽ mở ra. Đó, mở ra ha. Nè, cái này người ta xài rồi nè, hơi cấn hơi dập nè. Thấy không? Đó là cây số 1 nè, cây số 2 nè, này cũng xài rồi nè, hơi cấn dập nè, nhưng mà nó còn rất là mới, rất là đẹp nha nè. Cây số 3 nè. Cây số 3 này cũng xài rồi tí xíu nè. Đó cũng hơi cấn đây nè. Ha, bộ này xài rồi nha nè. Đây cây số 4. Cây số 4 mới xài cái ngắm cái đầu thôi. Lẽ ra phải xài cái số 3. Đó tại vì nó khoan cái lỗ nè hơi nhỏ nè, không? Đó. Để ra phải khoan lỗ hơi bự xíu nữa thì anh em đóng cái số 4 vô nó ngập tới đây nè nó mới chắc ha. Còn nếu mà khoan lỗ nhỏ quá mà anh em đóng vô thấy nó mới có lú cái đầu của cây này thôi á thì mình đừng có dặn nó yếu lắm. Đó mình xài cái số 3 thì mình chọt vô nó hay hơn. Đó. Rồi cây này số 5 nè, cây này bự nhất nè, cây này như là chưa có xài lần nào luôn tại vì chưa có con ốc nào nó bự cái gì hết ha. Đó. Thì 5 cây Made in Germany, sản xuất ở Đức nha nè.
thì 5 cây bán 350, bộ này có xài rồi. Đây ngoài sau lớp bản catalog tiếng Đức của nó ha. Đó, thì nó chỉ xài nè, thấy không? Đó, nó chỉ xài nè. Rồi số 24, em có một viên đá nha anh em, độ nhám 150. Đá này đá mài hợp kim, kim cương ha. Đường kính 200, bề dày 10, lỗ 32. Đó. Đây là đó, bề dày 10 nè, anh em thấy không? Rồi cái lỗ nè, lỗ nó 32 ly ha. Lỗ 32, còn nhân 4 không biết là 4 là của cái gì nữa. À chắc cái này quá, cái này 4 ly quá. Đó, bề dày của cái hộp kim là 4 ly. Đó, đường kính 200 ha. Đó, 200 x 10. Thì cái này nó có mẻ mẻ dăm dăm vào ở chỗ nha nè. Nè, đây sức mẻ nè, đây mẻ nè. Thì nè nó mài độ nhỏ được nè. Đó, em soi cho anh em xem kiếm lỗ của nó nè. À đây, đây mẻ lỗ nè nè. Em thấy không? Đó, đây mẻ lỗ nè nè. Đó. Đó, cái này là chiên mài với cái hộp kim cứng đó nè. Ha. Đó, nó có mẻ nha nè, có sức mẻ dăm 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 ha. Thì nó mài đầu nhỏ ok. Đó, độ nhám của nó là 150, đường kính 200, bề dày 10. Đó, 32 lỗ 32. 4 ly là cái độ, độ này có 4 ly nè. À. Đó. À, HK, cái này nó bán 500.000 nha nè, chuyển khoản bao ship nha, cái thân bằng nhôm. Rồi nặng 20 kg nha anh em, một cái mâm của thằng Sun. Cái mâm này là 230. Đó, nó chỉ có 3 chấu như vậy thôi, ba cái chấu nó bị khuyết như vậy. Anh em xem mình xài được không ha. Nó hạ cái bật xuống vậy nè. Đó, này nó kẹp mấy cái đồ tròn á. Ha, nó hạ bật xuống. Đó. Nó hạ được ba cái bật xuống là 1 2 3 bật xuống nè. Đó, còn ở trong này rồi đó ha. Đó thì anh em kêu xem mình xài được mình xài ha. Cái chấu thì có rơ lắc nha nè, có rơ lắc ha. À, có rơ lắc nè, có rơ lắc nè, chấu là phải chấu nào cũng rơ lắc hết đó. Rồi cái mâm này em bán anh em nào cần thì liên hệ cho em á, mã số 25. Nó nặng 20 kg nha anh em, mâm 230, 2 tấc 3 nè, hơn một gian tay của em đó. Đây cái mặt ngoài sau của nó cho anh em xem đó. À, anh em cần liên hệ, cái này kẹp khoan ok hết anh em ạ. Rồi số 26 nha anh em, bán một cây đèn có đế từ ha. Cái này em bán 1,2 triệu nha, chuyển khoản bao ship. Cái này là dài nhất từ trước tới giờ mà em lượm được luôn á. Đó. Đó thì cái này đó, từ cái đế lên tới cái đầu là 70 cm. Đó, cái thân rất là dài nha nè, à, dài dữ lắm. À, anh em bẻ muốn bẻ theo hướng nào anh em bẻ. Cái này của Canetech ME-L2A made in Japan USA nha anh em. Đó. Rồi cái đế từ này của Canetech nha nè. Đó. Mã của nó là ME-L2A made in Japan. Đó. À, cái cục đế từ này là bự ha nè, nó không phải đế từ nhỏ ha. Cái này bề ngang nó 7 cm nè. Đó. Rồi cái này dài 70 cm nha nè. Cái đèn zin của Toshiba, đèn zin 100V luôn. Thì anh em không muốn xài, anh em tháo cái bóng này ra, mình thay cái bóng led vô, xài 220 bình thường không có vấn đề gì hết trơn á. Nó chỉ là cái dây điện thôi, dây công tắc on off nè, on off nè. Thấy không, cái chó nó hơi xấu xíu nha nè. Đó, chó hơi xấu xíu ha, chó này bằng nhôm. Đó, về anh em không thích thì mình sơn màu trắng lại. Rồi cái này bán 1,2 triệu ha, chuyển khoản bao ship. Cái bình dầu nha anh em, hai cái bình này, hai cái bình châm dầu ha. À, jet oiler nè, à, jet oiler nè, thấy không? Đó, made in Japan hết, ngoài với đít nó có chữ nè, made in Japan nè. Đó, ha, made in Japan nè, nên thấy không? Một cái bình cũ với một cái bình mới hơn chút xíu ha. Đó, thì cái bình này nó đựng được 180ml, còn bình này đựng được 400, hai cái bán 250 thôi, chuyển khoản bao ship ra nè. Bình xịt dầu ha, nhựa rất là tốt luôn nè, rất là đàn hồi luôn. Đó. 250 hai cái, chuyển khoản bao ship nè. Rồi số 28 em bán cây này là 300.000 nha anh em, một cái súng xịt hơi của Kinki mấy in Japan á, không có xì không có gì hết á. Ở đầu rồi nó có cái nút chỉnh luôn nè, chỉnh mạnh nhẹ, anh em siết vô chặt hết là nhẹ, rồi em xả ra hết là nó mạnh, hơi xịt mạnh ha. Cái này nó chế lại nha anh em, nó ốc nó chế lại nha. Đó giờ anh em lưu ý ha, cái này bán rẻ là 300.000, chuyển khoản bao ship nha anh em. Bình thường cái dây này là 2m, anh em kéo dài maximum của nó là được khoảng 4m. Đó, dây là so ha. Dây BU rất là bền luôn. Đó, nguyên bộ nguyên zin đó nè, có cái đầu khớp chống xoắn luôn nè. Đó, nó xoay 360 độ, chống xoắn dây. Đó. Nếu mà cái không có cái đầu này anh em xài một hồi cái dây nó rối luôn mà. Còn cái này nó xoay được ha. Đó, nó xoay được, không có xì không dễ đây nè. Cái bộ này hơi xấu thôi. Em bán 300.000, nguyên bộ nguyên dây luôn, chuyển khoản bao ship ha. Kinki made in Japan. Rồi, bữa nay được một cái van trượt nữa của người Sang A. Đó, cái van trượt xả áp nha nè, cái này bán 150.000. Nếu mà anh em xem mấy cái clip trước thì mình biết cái tác dụng của cái này ha.
đó, nó xả áp thừa để anh em cắm hơi được nhẹ tay đó, trượt lên trượt xuống lại xả nè. Cái đó bằng đồng, cái vỏ ngoài nó bằng nhôm, hoạt động ok, không có xì, không có vấn đề hết nha nè. Nó có luôn cái co luôn bằng đồng luôn, 150 cái này chuyển khoản bao ship nha. Rồi một cái vòi bơm xe ô tô bán 120 nha anh em, chuyển khoản bao ship nha. Đó, cái vòi này không biết của cái thằng nào nữa, không thấy tên tuổi hết nè, có sẵn cái đầu nó nhanh, em cắm hơi vô là xài luôn đó. À, nó trong nó hơi xấu xấu nhưng mà cao su còn ok, không có nứt cái gì nè. Nè, quan trọng nhất là cái ron cao su bên trong á. Đó, 120 cái này nha, chuyển khoản bao ship. Cái đồng hồ so của Mitu ở của Mỹ Cốc. Đó. Một vạch chia của nó là 0.01 mm, đó, hành trình của nó là 10 ly nha anh em. Đó, đá em thấy còn ok nè. Mặt này chỉnh được nè. Đó, đồng hồ so. Mà sau lưng có cái đồ để gắn luôn ha. Rồi cái này hơi cũ xíu nha anh em, Japan ha. Cái này bán 250 thôi, chuyển khoản bao ship nha anh em. Rồi một cái thước ha, cái thước này đo ngoài vậy nè, có cái đồng hồ luôn. Đó, hoạt động thấy còn ok nè, lên kim này còn lên xuống nè. Ha, cái này chỉnh được nha anh em, cái này chỉnh được nè. Đó anh em xem. Rồi mình ứng dụng được cái gì ha, lấy cái thước đo cho anh em coi thử cái họng của nó. Đó, cái lúc mà nó thụt xuống hết là nó khoảng 15 cm nè. Còn lúc mà nó lên cao hết nè, lên cao hết tới đây luôn là nó khoảng 20 nè, 15-20. Đó, này của ông bị cốc, đồng hồ bị cốc nè. Này, bóp lên bóp xuống ok nè, anh thấy không? Đó. Rồi cái này bán 1 triệu nha, chuyển khoản bao ship nha. 1 triệu cái này ha. Rồi một cái thước van me điện tử đo từ 0 tới 25mm của Mitutoyo, 0.001mm ha. Đó. Nè, cái này anh em reset về không dễ dàng, bấm nút cái về không ra vô nhà nhẹ máy nè ha. Đó. Bao sống luôn, không vấn đề, không lỗi lầm hết, hợp kim ok luôn, bán 450 cho anh em luôn, chuyển khoản bao ship. Giá siêu rẻ luôn ha, made in Japan. Đó. Nhẹ nhẹ máy, bao anh em nhẹ luôn, không có vấn đề hết nè. Đó. Về không nè. Thấy không? Đó, ha, hoạt động ok hết nè. Rồi 450 cái này nha. Rồi một bộ khóa KTC nha anh em, bộ này là siêu đẹp luôn, mới chưa xài luôn, có nguyên cái hộp giấy luôn. Đó, hàng bãi mà về là rất là hiếm á, em bán 1.700.000 nha anh em, chuyển khoản bao ship KTC. Đó, KTC nè. Top quality offset backrend set ha. Đó. 6 cây nha anh em, 6 cây. Kyoto Tool KTC ha, 6 cây mới chưa xài luôn, còn nguyên cái hộp nè anh em xem. M256. Đó. À, còn nguyên cái hộp luôn. Rồi cái hộp sắt của nó là đẹp cực kỳ nha anh em. Nước sơn mới gọi là bóng đẹp luôn. Chưa bị trầy. Đó, chưa có trầy, chưa có xét gì hết ha. Đó, mặt trên nè, mặt dưới thì nó hơi trầy nhẹ xíu nè. Mặt trên là cực kỳ đẹp. Đây cho anh em xem mấy cái gờ lê trong này luôn. Rồi báo số cho anh em luôn ha. 10 12 KTC đẹp. Mới chưa xài. 14 nè, 12 nè. 17 nè, 14 nè. Đó. 17 nè, 19 nè. Cây này 19 nè, 21. Rồi cây cuối cùng, cây bự nhất 23 26, tất cả đều là mới chưa xài nha nè. Đó, mới chưa xài luôn, em bán 1.700.000 nha, chuyển khoản bao ship, mã số 34 ha. Rồi mã số 35 em bán 400.000 nha nè, một cái thước cặp 15 cm của Mitutoyo made in Japan. Cây này còn tương đối đẹp ha, đây, cái mỏ dưới còn bằng phẳng nè, không có vấn đề gì hết. Đó, không có hở sáng hết nha nè. Đây cái mỏ trên của nó nè, mỏ trên cũng còn đẹp khoảng 90 mấy%. Đó, ha, Mitutoyo made in Japan. Cái này bỏ vô cái hộp đó là đẹp ha. 15 cm. Ra vô nhẹ nhẹ máy nha anh em, không có cong, không có vấn đề hết ha. Nè. Nè. Cái thân nó không có bị dập. Đó, không có bị dập. Thẳng tắp luôn. Thì anh em kéo ra vô nó mới nhẹ. Rồi 400.000 cái này nha anh em, chuyển khoản bao ship nha. Rồi mã 36 anh em, một cây thước cắt gỗ ha, cái máy này em bán 200.000 nha, chuyển khoản bao ship. Đó. Cái này con ốc siết nó bị kẹt cứng rồi. Đó. Khó siết lắm. Nó về anh em coi mình chế được con ốc này á, rồi mình siết cho nó cứng để chỉnh độ được. Cái này em bán 200.000 thanh lý cho anh em này về chế lại con ốc dưới đây. Ốc nó bằng sắt, bị sét. Đó, chuyển khoản bao ship nha nè. Rồi, cái này từ 0 tới 150 độ luôn. Đó, 0 tới 150 độ nè. Đó, cái thân này bằng nhôm á. Đó, cái thân ngoài bằng nhôm, dưới là bằng inox. Rồi, 200.000 cái này. Rồi mã số 37 em bán một cái bộ nhân lực của Đức nha nè. Germany ha. Đó, cái bộ này là em bán 2.500.000, chuyển khoản bao ship. Đó. À. Đây, có nguyên cái hộp của nó luôn, cái hộp nó hơi xấu nha nè, hơi xét ha. Hơi xấu nhưng mà để đồ vô. Đó, ở đây nó ghi thông số nè. Tỷ lệ của nó là 1/12 nha anh em. Nghĩa là ở trên là quay 12 vòng, là ở dưới sẽ quay 1 vòng. Đó, tỷ lệ 1/12. Ở đây,
đó, cái tay zin của nó nha nè, tay zin ha, em đút vô đây đó ha. Ở đây em gắn cái đầu tiếp, ở đây em coi đo coi cái đầu này nó mấy bao nhiêu, mấy cái thước cặp. Đó, đầu 1 inch nha nè, đầu 1 inch ha, đó, đầu 1 inch. Còn ở trên, ở cái đầu ở trên nè, cái đầu ở trên nè thì anh em xài cái cây ống tiếp nè, à, có ống tiếp nè, xỏ vô cái này, cây này zin của nó nha nè, anh em xỏ vô ha, anh em siết đó, cái này cái khớp nối này anh em có thể tháo được luôn đó, anh em dặn cái khớp này ra, đỡ ra hai phần đó, à, hai phần đây có những bi nè, đó, mình đút vô nè, à, dặn rút ra nè. Đó, nó có hai phần nè, chạy ok con lành hết nè. Đấy, cái này anh em muốn tháo ra, anh em mở cái phe này ra nè, mở cái phe này ra anh em rút ra là anh em coi được bộ nhông của nó bên trong ha. Đó, nè, khi mình xoay trên này lại dưới này nó xoay. Đó, đây lột cái này ra cho anh em coi cái tem thùng số của nó. Cái này mới 2,5 triệu bộ này nha, nguyên thùng luôn. Fabricat đó, Wagner ha. Đó, cái bộ này là Germany, hàng của Đức nha nè, hàng của Đức ha, hoạt động ok rồi, 2,5 triệu đó, bỏ vô là anh em bỏ hai cây này vô nè, hai cây này anh em bỏ vô đây, bỏ vô dưới đây đó, không rồi tới cái đầu này, cái đầu này anh em bỏ ở đây nè, đây ngược lại đi. Đó, bỏ vô cái tay này, tay này anh em bỏ vô đây, không biết bỏ cái nào đây. Hợp lại không, mã số 37 2,5 triệu nguyên cái thùng này ha, chuyển khoản bao ship. Rồi mã số 38 một cái bộ pin này là 1,5 triệu nha nè, bảo hành 3 tháng ha, pin này là pin đóng lại tại vì pin bãi nó hư hết trơn à. Đó, cái cây này là 12V của Panasonic nha nè, Panasonic ha, này tháo ra nè, có hai cái máu này mới bóp, đồng thời hai cái máu này thì mình mới ra được, bóp một bên nó không ra đó ha, bóp hai bên thì mới ra được đó, thì nó có hai cục pin luôn, pin thì pin đóng lại nha nè, sạc adapter ha, sạc adapter đó, thì anh em cắm vô cái lỗ này là mình sạc, nó sạc đầy tự động nó báo đèn xanh ha. Đó, cây này là cây Panasonic EZ6902 đó, 1,5 triệu nha nè, nguyên bộ ha, chuyển khoản bao ship nè, pin vô nè, chạy êm ái nhẹ nhàng, đã vệ sinh sạch sẽ, không có vấn đề, không lỗi lầm gì hết nha nè. Hai tốc nè, tốc nhanh tốc chậm nè, tốc chậm nè, thấy không, tốc nhanh nè đó, ở đây có cấp trượt luôn nha nè, thì cái này nếu mà anh em nào làm tủ điện á, cần bắn có cấp trượt á ha, thì mình xài cái này đó, nghĩa là mình siết ốc vô, ốc không sợ bị tuôn ha, 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 mình siết vô bình thường nè, ốc không sợ bị tuôn, nó có đó, nó có tới 5 cấp trượt rồi, à, cấp 5 nè đó, cấp 5 là muốn cầm không nổi luôn ha, ha, cái đầu này đầu auto lock đó, đầu auto lock nha nè, nè mở ra nè, đó, siết vô nè, anh em đẩy lên mới siết được ha, còn anh em tuột xuống là nó khóa đó, nó lóc lại đó. Rồi còn chế độ nữa, đây là khoan, khi nào mà em siết vô là nó không có cấp trượt nha nè, nó sẽ khoan đó, là tới đây nè, khoan là nó khoan vô luôn, nó không có cấp trượt, thấy không. Còn búa nè, anh em gạt qua đây là có búa nè, cái này giờ anh em khoan tường á, còn xài cái này là ok nè, à, có búa nè. À, là cái búa nó giọng cạch 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 này. Đó, còn giặt qua đây là khoan là không có búa nha. Đó, qua đây là khoan nè. Còn có búa nè, qua đây có búa nè. Đó. Một máy hai pin một sạc, 1,5 triệu nha, chuyển khoản bao ship mã số 38, bảo hành cho anh em 3 tháng luôn. Chuyển khoản bao ship luôn. Rồi em bán một cây cắt cáp nha anh em, cắt cáp ha. Này chỉ cắt cáp đồng thôi nha. Anh em là làm điện lực thì xài cái này. Izumi cắt 85, Phi 85 ha, lưỡi còn bán. Bao anh em luôn, anh em ở Bình Tân Sài Gòn, anh nào gần thì tới xem. Chiều dài tổng của nó là 70cm nha nè. Đây nè, thấy không, có cái móc treo lên, nếu mà nặng quá thì anh em treo lên ha. Đó, ở đây nè, anh em bơm lên nè, thấy không. Đó, bơm lên nè. Đó, bơm lên đây ha. Còn khi mình xả xuống nè, mình lắc cái tay cái nè, lắc cái tay là cái chấu này nó lên nè, thấy không. Nó ép cái ti này, là xả xuống nè. Đó, là xả xuống, đây làm lại cho anh coi. Nè, bơm lên nè, lên rất là nhanh thế nè. Đó, khi mà cắt xong á thì anh em lắc cái tay qua, mình đè cái này nè, là xả xuống, gặp cái xả xuống nè, tuột xuống nè, hoạt động ok, không có xì dầu nhớt gì hết á.
ngon lành hết nè. Rồi cây này bán 6,5 triệu nha, chỉ khoảng bao ship. Rồi ở đây em có 3 cây ba nha nè, một cây bán 150.000 đó, của SK. Cái này mới chưa xài luôn, khui bọc luôn đó, SK. Chiều dài của nó là 20cm nha nè. Cái đầu này nó to rồi ha, đó, đầu nhọn còn nó to rồi, mới chưa xài luôn đó, dài 20cm ha. Ba cây đều như nhau hết, 150 một cây nha nè, chuyển khoản bao ship nha. Đó, anh em là lấy hết ba cây này em bán 400.000 luôn. Đó, ba cây 400.000 luôn, còn một cây thì 150 của SK nè, hàng nội địa Nhật nè. Cái này cũng cổ dữ lắm rồi nha nè, cổ dữ lắm rồi. Ba cây. Đó. 150.000 một cây, chuyển khoản bao ship mới chưa xài luôn, SK hết luôn.